tuyển Hàn Quốc rối bời, huấn luyện viên Park Hang-seo được gọi tên giải cứu. Cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam, Park Hang-seo nằm trong danh sách ứng viên giải cứu Hàn Quốc giữa khủng hoảng sâu, trong đó Jurgen Klinsmann bị sa thải chóng vánh. Tuyển Hàn Quốc hậu thất bại ASEAN Cup 2023 đang nóng hơn bao giờ bởi những sự thật phủ bị phơi bày. Jurgen Klinsmann bị sa thải mới giải quyết được bề nổi, chưa thể làm cơn giận và sự thất vọng của người hâm mộ bóng đá nước này dịu đi. Đó là bởi ngay từ đầu việc bổ nhiệm huấn luyện viên người Đức vào đầu năm ngoái đã vấp phải những chỉ trích. Giờ đây, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, KFA chịu thêm tai tiếng mà nếu không rành mạch trong việc chọn người kế nhiệm tiếp theo, họ có thể tiếp tục đi vào vết xe đổ. Thêm sai lầm khác, như nhận định của truyền thông nước này, nội bộ tuyển Hàn Quốc đang rối trầm trọng, trong đó vụ xô xát giữa đội trưởng Son Heung-min với đàn em Lee Kang-in trước bán kết ASEAN Cup, thua 0-2 dốc đang như giọt nước tràn ly. Có những chia rẽ bè phái trong đội, trong đó các thành viên nhỏ tuổi hơn thiếu sự tôn trọng các đàn anh, thậm chí cả lời nói của người đội trưởng cũng bị phớt lờ. Việc chọn người thay thế Klinsmann hiện là công việc cấp bách với KFA bởi vào tháng sau, tuyển Hàn Quốc sẽ có hai trận đấu với Thái Lan tại vòng bảng World Cup 2026. Có thông tin, KFA xem xét chọn huấn luyện viên tạm quyền trước ngay trong vài ngày tới, rồi sau đó vào tháng 6 mới quyết định một nhà cầm quân dài hạn cho đội. Nhưng MBN đưa tin, Chủ tịch Chung Mong Gil và các quan chức KFA có thể chốt lâu dài luôn với một nhà cầm quân trong nước. Theo tờ Hàn Kiều, danh sách các ứng viên tạm quyền nắm tuyển Hàn Quốc được đặt lên bàn lúc này có Hong Myung-bo, Ulsan Hội Diễn FC, Kim Ki-dong, SC Seoul, Choi Yong-soo cựu huấn luyện viên Gangwon FC, Hoàng Seung Hong, U23 Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Dựa vào danh sách này, một bản phân tích cụ thể về từng ứng viên được đưa ra, trong đó cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Park Hang-seo với điểm mạnh được đánh giá cao là có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Những người lựa chọn chỉ có băn khoăn duy nhất đó là tuổi tác của ông cao nhất trong các ứng viên 66 tuổi. Dù vậy, cách thầy Park truyền lửa học trò lúc dẫn dắt tuyển Việt Nam được đánh giá cao, tạo nên một tập thể gắn kết, đầy khát vọng chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Tuyển Hàn Quốc đang giữa tâm bão, với những mâu thuẫn, rắc rối trong nội bộ cần có người vừa huấn luyện và tốt, vừa cần phải có khả năng quản lý quân giỏi. Huấn luyện viên Park Hang-seo có cả hai điều này. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu ông có hứng thú trở lại làm việc ở quê nhà hay không, hoặc KFA có xem ông là ứng viên nổi bật. Bởi ở thời điểm chia tay tuyển Việt Nam, thầy Park từng thổ lộ, không có ý định về Hàn Quốc ngồi ghế nóng. Ông cho rằng, bóng đá Hàn Quốc có rất nhiều thay đổi, là chỗ để cho những người trẻ chinh phục và trổ tài. Ông thấy mình không còn thích hợp. Gần đây, sau khi mở học viện bóng đá Park Hang-seo đào tạo các cầu thủ nhí, vị thuyền trưởng được người hâm mộ Việt Nam yêu mến, đã gật đầu về làm cố vấn cấp cao cho câu lạc bộ Bắc Minh. Ông xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình và cảm thấy rất thoải mái khi sinh sống và làm việc ở đây. 12 tháng của Klinsmann với tuyển Hàn Quốc và cái kết y chề. 10 ngày nữa là tròn một năm làm huấn luyện viên đội tuyển Hàn Quốc của Jurgen Klinsmann đã kết thúc một cách không êm đẹp, khi chiến lược gia người Đức bị sa thải chỉ vài ngày sau khi đội của ông thua trận bán kết ASEAN Cup 2023. Đối với nhà cầm quân 59 tuổi, một năm của ông đã đánh dấu bằng những lời chỉ trích không ngừng nghỉ về nhiều thứ. Từ việc Klinsmann thiếu ý tưởng chiến thuật cho đến những nụ cười không đúng lúc. Một năm đầy sóng gió của Klinsmann. Klinsmann được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 27 tháng 2 năm 2023. Ông kế nhiệm Paulo Bento, người đã dẫn dắt Hàn Quốc lọt vào vòng 16 đội tại FIFA World Cup 2022 ở Qatar. Ông Bento là nhà cầm quân đội tuyển Hàn Quốc lâu nhất, với 4 năm. Người kế nhiệm Klinsmann có một sự nghiệp thi đấu huyền thoại ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia Đức, đồng thời được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Trong những năm 1980 và 1990, ông đã vô địch FIFA World Cup 1990 với Tây Đức và đăng quang giải vô địch châu Âu UEFA 1996 với đội tuyển Đức. Trên cương vị huấn luyện viên, Klinsmann đến Hàn Quốc với vô vàn dấu hỏi. Ngoài việc dẫn dắt đội tuyển Đức giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2006 trên sân nhà, Klinsmann gần như không thành công với tư cách là một nhà quản lý như khi còn khoác áo cầu thủ. Một điểm chung đã xác định những điểm hạn chế trong huấn luyện trước đây của Klinsmann là ông không có khả năng thiết lập các cấu trúc chiến thuật. Trong một số trường hợp, các cầu thủ đã tổ chức các cuộc họp chiến thuật của riêng họ trước các trận đấu vì Klinsmann đã không đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào. Những lời chỉ trích như vậy đã được xác thực khi đội tuyển Hàn Quốc không thắng trong 5 trận đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Klinsmann. Không có nhiều người hài lòng với cách làm việc của ông. Trái ngược với phong cách kiên nhẫn triển khai bóng từ sân nhà để tạo ra các cơ hội tấn công của Bento, người kế nhiệm Klinsmann đã cho các chân sút hàng đầu của mình quyền tự do. Những ngôi sao như Son Heung-min, cựu chiếc giày vàng Premier League của Tottenham Hotspur và Lee Kang-in, tiền vệ kiến tạo lối chơi cho Paris Saint-Germain,
đều không ghi nhiều dấu ấn của họ như khi đá cho câu lạc bộ. Nếu mọi việc suôn sẻ, Klinsmann sẽ được ghi nhận là người đã truyền sức mạnh cho các cầu thủ ngôi sao của mình. Thay vào đó, Son và Lee thường có không gian cơ động hạn chế khi bị các hậu vệ đối phương áp sát, và khi không có những pha di chuyển không bóng hiệu quả của các cầu thủ khác, Hàn Quốc thường gặp khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Những vấn đề của Klinsmann càng trở nên nghiêm trọng hơn ở ASEAN Cup, khi hầu hết các bàn thắng đều được ghi từ các tình huống cố định. Khi tuyên bố sa thải Klinsmann ngày 16 tháng 2, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA Chung Mong-gil cho biết, ông thầy người Đức không đáp ứng được kỳ vọng của công chúng về khả năng cầm quân và thói quen làm việc. Điểm cuối cùng là vấn đề nhức nhối từ những ngày đầu nhiệm kỳ của Klinsmann, bất chấp cam kết ban đầu là sống ở nước sở tại. Klinsmann cuối cùng lại dành nhiều thời gian ở nước ngoài hơn tại Hàn Quốc. Klinsmann thường xuyên có các chuyến đi trinh sát đến châu Âu để kiểm tra các cầu thủ Hàn Quốc ở đó. Nhưng rất nhiều người chỉ trích ông cho rằng những chuyến đi của Klinsmann là không cần thiết, vì các ngôi sao ở châu Âu đã chắc suất trong đội tuyển quốc gia. Những ngôi sao này không cần Klinsmann theo dõi thêm. Người ta cho rằng, lẽ ra huấn luyện viên Klinsmann nên đi khắp Hàn Quốc để xem các trận đấu trong nước và săn tìm tài năng mới. Klinsmann không ngại thách thức những lời chỉ trích đó. Theo John Happ, ông nói rõ công việc của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia liên quan đến việc di chuyển rất nhiều. Sau thất bại ở vòng chung kết ASEAN Cup 2023, Klinsmann quay lại Hàn Quốc vào ngày 8 tháng 2 và cho biết sẽ trở về quê hương Mỹ vào tuần sau, rồi bay sang châu Âu để gặp các cầu thủ Hàn Quốc. Nhưng cuối cùng, chuyến trinh sát xuyên Đại Tây Dương sắp tới của Klinsmann không cần thiết nữa. Những nụ cười kỳ lạ của Klinsmann, lạc quan không ngừng, Klinsmann thường làm chệch hướng các câu hỏi của giới truyền thông bằng nụ cười đặc trưng của mình. Ông nói rằng việc xử lý những lời chỉ trích là một phần trong công việc của mình, nhưng đôi khi, những nụ cười đó chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của ông. Klinsmann bị chỉ trích vì mỉm cười sau khi Malaysia ghi bàn gỡ hòa muộn vào lưới Hàn Quốc để hòa 3-3 ở vòng bảng ASEAN Cup. Đó là kết quả bẻ mặt của đội tuyển xếp thứ 23 thế giới Hàn Quốc trước đội bóng dưới cơ 130 thế giới Malaysia. Huấn luyện viên Klinsmann sau đó giải thích rằng ông mỉm cười vì không thể nghĩ Malaysia sẽ ghi bàn muộn trước hàng phòng ngự kém cỏi của Hàn Quốc. Và ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trong trận thua 0-2 của Hàn Quốc trước Jordan ở bán kết, người ta lại thấy Klinsmann một lần nữa nở nụ cười tê tuyết. Ông bước đến chúc mừng người đồng cấp của mình, Hossein Amuta, về chiến thắng. Khi được hỏi về nụ cười của ông, trái ngược với những giọt nước mắt của các học trò mình ở phía sau, Klinsmann trả lời, tại sao tôi không nên cười với một người đáng được khen ngợi vào thời điểm đó? Sam soi Klinsmann vì mỉm cười đôi khi có vẻ nhỏ nhặt, nhưng mọi chi tiết nhỏ đều có xu hướng được phóng đại khi đội tuyển Hàn Quốc không đáp ứng được kỳ vọng. Khả năng tập hợp cầu thủ của Klinsmann cũng để lại nghi vấn, sau tiết lộ của KFA rằng đội trưởng Son Heung-min bị trật ngón tay trong một vụ xô xát với đồng đội Lee Kang-in trước trận bán kết với Jordan. Các quan chức KFA cho biết vụ việc này cho thấy Klinsmann, người có mặt khi cuộc hỗn chiến xảy ra, đã đánh mất uy tín trong phòng thay đồ từ lâu. Theo Hoàng Bo Quang, giám đốc kỹ thuật của KFA, người đã đề xuất ban điều hành sa thải Klinsmann, ông thầy người Đức đổ lỗi cho màn trình diễn kém cỏi của Hàn Quốc tại ASEAN Cup là do mâu thuẫn giữa các cầu thủ, chứ không phải vấn đề chiến thuật. Mọi thứ đã dừng lại với huấn luyện viên Klinsmann. Còn tuyển Hàn Quốc, tiếp theo sẽ chơi hai trận vòng loại thứ hai World Cup 2026 với tuyển Thái Lan vào tháng 3, với trận lượt đi ngày 21 tại Seoul và ngày 26 tái đấu lượt về tại Bangkok.